Xin chào các bạn nhé. Thì hôm nay tôi sẽ làm một clip về cái con rùa này. Thì tôi sẽ đặt cái con rùa này nó ngửa như thế này, xem nó tự đứng hay nó như thế nào được hay không. Thì cái clip này thì từ trước giờ tôi cũng tìm hiểu rồi mà tôi chưa thấy có ai làm. Nên bữa nay tôi sẽ đặt con rùa như thế này, xem nó có lật được hay không, nó tự lật được hay không nhé các bạn. Các bạn cùng tôi thực hiện cái clip này và xem nó lật được hay không, hay là nó sẽ là không lật. Tôi sẽ đặt cho cái rùa nó ngửa thế này luôn, xem thử
Quay được gần 8 phút rồi các bạn. Quay 8 phút mà tôi đi từ xa thì cái đầu nó cũng hơi ló ra thôi. Nó còn có nguyên vị trí, nó cũng không lật được sao. Không biết có lật được hay không nữa. Các bạn rồi, quan sát xem.
Thank you.
lần, quay được 19 phút nhưng mà con rùa nó vẫn chưa lật được. Theo tôi nghĩ chắc có thể tới chết luôn nếu mà không có yếu tố ngoại cảnh bên ngoài tác động vào. Để tự nhiên như thế này thì tôi nghĩ rằng con rùa này chắc tới chết luôn, không thể nào mình tự lật được các bạn. Và qua đây mà ai mà nói với cái con rùa mà nó mà đã chống ngược lên như thế này mà nó mà tự lật được thì có như các bạn chỉnh đốn lại cái thông tin này nhé. Không có, tại vì tôi làm cái clip này được 20 phút rồi này, tới hiện tại bây giờ cũng được 20 phút rồi mà vẫn chưa thấy con rùa nó tự lật được. Chắc nó không lật được đâu. Đây, đây các bạn thấy không? Đây là trái mận nha. Tôi sẽ để trước cái mỏ của nó khoảng 10 cm thử xem nó làm động tác như thế nào. Nó có lật được nó không? Kèm theo cái này nữa. Thank you.
hôm qua đói bụng không ạ? Từ hôm qua giờ đói bụng không? Từ ngày hôm qua hơn hơn ngày rồi. Có được trái mận rồi. Hôm nay cho nó ba trái ăn. Thank you.
Thank you.
43 phút thì cũng đã đủ chứng minh rằng một điều, con rùa nó không có tự lập được nha các bạn. Khi đã nó lập thế này thì chỉ có chết thôi chứ không có tự lập được. Rồi, xin chào và xin kính chúc tất cả các bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.